Với con Skippy Toilet này, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Bắn này, bắn này, bắn này. Ôi không, sao to vậy? Một con Skippy Toilet khổng lồ. Bắn này, bắn này. Hình như camera của mình phát hiện gần đây có một con Skibidi Toilet. Lại có một con Skibidi Toilet ở đây á? Tớ phải ra tiêu diệt nó thôi. Đây rồi, có một con bồn cầu. Đúng rồi anh Nghiêm ơi, đấm này, đấm này, đấm này. Nghiêm ơi, con bồn cầu này lợi hại lắm, không dùng chân tay như thế không được đâu. Hãy dùng vũ khí của mình đi. Nhìn vũ khí mới lợi hại của ta đây. Oh my god, lúc này con làm gì mà từ cái camera nó bắn ra một tia gì vậy? Hôm trước tôi thấy con dùng súng cơ mà, sao hôm nay cái camera này lại cũng bắn được ạ? Ôi trời, súng á? Cái súng này chứ gì? Đúng rồi. Xưa rồi cậu ơi. Đấy là lúc đầu tớ chưa trang bị vũ khí cho cái camera này thôi, mới phải dùng súng để bắn thêm. Chứ bây giờ súng này vứt luôn cũng được. Bây giờ tớ mới tích hợp vào đây một cái tia laser rồi cậu ạ. Đây này, đằng sau nó có một cái nút này. Ấn vào đây là từ cái camera này có thể bắn ra tia laser luôn. Nhìn thế này. Ngầu thế. Cái này bắn vào mấy cái bồn cầu đảm bảo tiêu diệt luôn, lợi hại luôn, không cần phải dùng thêm súng. Đây tới cho xem cái gì cơ. Nhìn thế này. Ui. Đây là cái gì? Cái bồn cầu này. Từ sáng tới giờ tớ tiêu diệt bao nhiêu cái bồn cầu tớ vứt đống ở đây này. Nhìn thấy chưa? Đây cũng là cái bồn cầu này, kia cũng là bồn cầu này, bồn cầu này, bồn cầu đây này, đây cũng bồn cầu này, rất nhiều bồn cầu luôn. Wow, tiêu diệt được bao nhiêu cái bồn cầu như thế này á? Ngầu thật sự luôn đấy. Nhím ơi, hãy cậu cho tớ mượn cái mũ này một lúc đi, để tớ thử sức mạnh của nó. Không đi, cậu là con gái làm sao mà sử dụng được cái mũ cameraman này? Cái này mà đội lên á, cậu mà không biết cậu bắn linh tinh á, sức mạnh của nó lớn, nó bắn ghê lắm đấy. Cậu đừng có coi thường con gái. Tớ sử dụng các thứ hơi bị siêu ấy, lái xe ô tô còn bon bon trên đường ấy, mà tớ vẫn còn chưa tính sổ với cậu đâu. Tính sổ cái gì? Còn nợ tớ 2 gói bim bim cơ đấy. Cậu đưa đây cho tớ mượn, tớ sẽ trừ 1 gói bim bim cho cậu. Vậy là cậu chỉ còn nợ tớ có 1 gói nữa thôi. 2 gói bim bim. Đúng rồi, không thì giả tớ đây. Nhưng mà tớ không có bim bim. Thôi được rồi, tớ cho cậu mượn một lúc thôi, nhưng mà dùng phải cẩn thận đấy nha. Đưa đây, khiếp có cái mũ mà cứ làm như là cái gì nó không. Cẩn thận đấy, động vào đây là nó bắn đấy. Động vào đây á? Động đằng sau đi, đừng có nghịch. Đây, bây giờ để tớ thử đội vào nha. Đấy, chà chà, ngầu chưa ngầu? Trông chả ngầu gì cả. Vẫn chưa ngầu ạ? Vẫn chưa ngầu. Bởi vì tớ mặc quần áo như thế này vẫn chưa giống lắm các cậu ạ. Thì cái dép này trông cũng không giống nữa. Để bây giờ tớ đi, tớ hóa trang lại nhá, xem có giống không. A few moments later. Ủa hay lạ, sao bạn Trang bạn ấy bảo bạn ấy cầm cái mũ của mình đi đâu mà lâu thế nhỉ? Hay là có khi là làm hỏng cái mũ của mình rồi không? Bạn ấy mà làm hỏng cái mũ đấy của mình nhá, mình sẽ cho một trận. Mũ đấy là mất bao nhiêu công mới làm được đây. Ui ui, ai thế này? Ui, tay lại còn có cả một cái vũ khí chiến đấu. Người mặc cái bộ vest đây hình như là nhân vật camera human chứ không phải là cameraman. Cameraman mặc vest cơ, còn đây là mặc một chiếc áo tràng. Wow, ngầu thật đây. À, tớ đây mà. Ui, là Trang à? Cậu thấy tớ hóa trang như thế này có giống không? Phải mặc như thế này nó mới ngầu chứ. Cả bầy đây này. Tay còn cầm cái gì kia? Đây chính là vũ khí chiến đấu siêu lợi hại của nhân vật Skippy Toilet đây. Đúng. Nếu như mà ở tầm xa thì camera nó sẽ bắn ra tia laser. Còn nếu như mà ở tầm gần ý, thì mình cầm cái thông bồn cầu này, mình dí một phát, thế là những cái đầu đấy nó bị tụt xuống bồn cầu luôn. Đúng rồi. Cậu có mấy cái trang bị này ở đâu hay thật đấy. Cậu nhìn thế này,
Trông đã đồng bộ chưa? Đồng bộ rồi đấy. Tớ sẽ đi chiến đấu với những con Skibidi to lên nha. Kia kìa, đằng kia có mấy con kìa Trang ơi. Bắn đi, bắn đi. Một con này, hai con này. Wow. Cẩn thận, chưa hết đâu. Ở phía trước cầu kia còn có một con nữa kìa. Yeah, con đấy bị tiêu diệt luôn rồi. Yeah. Wow. Cái mũ này của cậu lợi hại thật đấy. Truy ạ, cái mũ này tớ sáng chế ra mà lại. Thế nhưng mà tớ thấy cái mũ này bắt đầu hợp với tớ rồi đấy. Tớ sẽ trưng dụng cái mũ này luôn. What? Bye bye. Trưng dụng nó chân nào? Hai. Này. Không được, không được, dừng lại ngay. Cái này tớ bao nhiêu công vất vả tớ mới chế tạo được ra cái camera men này. Làm sao tớ cho cậu được? Cậu quên là cậu vẫn còn nợ tớ một gói bim bim nữa à? Bây giờ tớ lấy cái mũ này xí xóa nợ. Còn nếu không á thì cậu đưa giả tớ bim bim đây. Nhưng mà tớ làm gì có bim bim ở đây? Chả lẽ bây giờ tớ phải cho cậu cái mũ này à? Đúng rồi. Thế được rồi nhá. Nếu cậu lấy cái mũ này thế là bọn mình từ giờ hết nợ luôn nhá. Được rồi, ok luôn. Từ giờ tớ sẽ là camera. Bạn Trang này, đúng là cái đồ cơ hội thật đấy. Thấy người ta có cái mũ mạnh cái là chiếm luôn. Đã thế à, tớ về tớ làm một cái khác. Tớ không làm camera man nữa. Camera man cũng bình thường thôi. Bây giờ tớ sẽ là TV man. TV man mới mạnh. Đây rồi, đây rồi. Tớ sẽ chế tạo ra một cái tivi siêu to khổng lồ luôn. Bây giờ tivi đầu nhỏ nhỏ thế này không ăn thua. Mình sẽ làm cái tivi to như thế này này. Đội lên nó mới ngầu, nó mới mạnh. Đầu tiên là mình sẽ làm cái phần bên trong của tivi trước đã. Lắp cái thanh này vào đây này. Đấy. Tiếp theo lắp bên này nữa. Thấy chưa các bạn ơi, bây giờ nó đã ra hình khối rồi đấy. Tiếp theo mình sẽ bọc cái màn hình tivi này lại. Sau đó là cố định cái thể lại này thì vặn cho nó thật chắc chắn. Tivi mà bị bồn cầu nó lao vào thì không được gấp đầu, chỉ nếu không thì không ăn thua. Các cậu ơi, nhìn thấy chưa, bây giờ tớ đã có một cái màn hình tivi thật là to rồi. Bây giờ mình thêm sức mạnh cho cái con tivi này. A few moments later. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Năng lượng đủ mạnh chưa? Này này, nháy. Ui, chói mặt như thế này mấy con Skibidi Toilet nhìn thấy có một phát nổ luôn. Này này, đây là nguồn ánh sáng to luôn. Bây giờ mình phải mau mang ra cho bạn Trang một bài học mới được. Bây giờ ta đã là TV Man. Vừa đấy bạn Trang, bạn đã có cái bộ mặc quần áo trông như là camera của mình thật ý. Mình cũng phải về mình kiếm một bộ quần áo để trông cho nó đồng bộ được. Chứ TV to đẹp thế này rồi mà mặc bộ quần áo như thế này thì không ổn, không ổn. 5 minutes later. Đấy rồi. Mình đã kiếm được một bộ áo vest thế này trông nó mới giống này. Được rồi, các bạn thấy chưa? Đấy, trông y như một TV man luôn. Cài vào đi. Thế nhưng mà cái quần này chưa được. Quần này vẫn phải kiếm một cái quần dài nữa. 15 minutes later. Yeah, homie. Có quần, có áo rồi. Phải thêm cả cái cà vạt này. Đấy, bây giờ trông tớ thế nào các cậu ơi? Đã giống chưa? Mình đi thế này này. Bây giờ phải cho vào đây thôi. Đi ra cho bạn Trang biết mặt. Ai đây? Sao lại tránh đường ta như vậy? Camera Woman, nhìn đây. Help me. Ai vậy nhỉ? Nhận ra tớ chưa? Bạn nhím. Bây giờ tớ đã chế tạo ra một cái tivi. Tớ đã trở thành TV man rồi. Không thèm làm camera man nữa. Ngầu thật đấy. Bình thường tớ thấy ở trong game ấy, cái TV man nó bé tí tí tí, đầu nó bé lắm, không to được như của cậu đâu. Cậu chế thế nào hay
này thật đấy. Đây là phiên bản TV Man nâng cấp rồi, thế nên cái đầu nó mới to như thế này. To nên là ánh sáng nó chiếu ra rất là mạnh. Cái này tiêu diệt một phát ra được mấy con toilet bồn cầu luôn. Nhưng mà Nhím ơi, tôi nhìn cậu trông cứ buồn cười thế nào ấy. Buồn cười gì? Này, trong TV thì to thật đấy. Chứ sao nữa, bộ vest cũng đẹp thật đấy. Quá là đẹp luôn. Thế nhưng mà sao TV Man lại đi dép lê thế này à cậu? Lại không đi giày à? Xong cái cà là vạt thì lại thắt dở, không thắt hết, trông bô nhách kiểu gì ấy Nhím ơi. Cái tân chưa ngầu à? Chưa. Mà tớ xem nào. Cúc thì vẫn đang cài dở này. Xem cái gì? Ui dạ, Quân thì lại còn quân chân này quá. Cậu phải đi giày như tớ thế này này, nhìn nó mới ngầu. Bây giờ cậu phải đi về kiếm ngay một đôi giày đi, xong ra đây tớ thắt cà vạt lại cho thì trông mới giống TV Man. Giày á thì kiếm quá là đơn giản luôn. Đây này, đây này, đấy. Bây giờ đang nghiêm túc chưa? Cậu mau ra đây thắt cà vạt cho tớ đi xem nào. Thắt cà vạt ấy phải biết thắt, chứ thắt như cậu ấy thì nó không ngầu đâu. Thắt như thế này này. Cậu làm cái gì đây? Cậu phải làm thế nào mà phải thắt nhẹ thôi, cứ thắt chặt quá là tớ không thở được đâu. Đây, tớ làm lại vừa lúc nãy. Tay tớ hơi mạnh. Đấy, được rồi đấy. Trông cũng có vẻ ổn rồi đấy các bạn ạ. Wow. Bây giờ tớ đeo lại cái TV lên này. Đấy, trông có vẻ ổn ổn hơn rồi đấy Nhím ơi. Quá là ngầu luôn. Bây giờ tớ với cậu cùng đi chiến đấu với mấy con toilet đi. Mấy con Skippy toilet này ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Bắn này, bắn này, bắn này. Ôi không, yeah. Thế này, sao to vậy? Một con Skippy toilet khổng lồ. Bắn này, bắn này, bắn này. Nhím ơi, không ổn rồi. Có một cái bồn cầu siêu to khổng lồ. Cái la dê của tớ bắn không hề hấn gì cả. Cậu hãy lên, trả giúp cho tớ đi. Được rồi, cậu tránh ra để tớ dùng TV. TV này, bắn này. Yeah, nó nổ rồi kìa. Wow, độ mạnh thật đấy. Bắn ánh sáng ra một phát mà cái bồn cầu ấy nổ tung luôn. Ồ, nhưng mà phía sau cậu kìa lại có một con nữa đang chạy đến. Đây là con bồn cầu bộ xương này. Bồn cầu bộ xương này. Wow, cái bồn cầu nổ tung rồi kìa. Thế nhưng mà tớ nhìn thấy cái đầu của cái bồn cầu rơi ra rồi kìa. Cậu thấy chưa? Bây giờ nó chỉ còn là một cái đầu thôi. Nhìn thế này, tớ sẽ cho cái đầu này nổ luôn. Yeah, thấy chưa? Wow, đúng là TV Man phiên bản nâng cấp siêu to khổng lồ chẳng có khác. Mạnh thật đấy. Bây giờ bọn mình không còn sợ mấy cái bồn cầu linh tinh nữa. Bọn mình mau đi tìm tiếp mấy con Skibidi Toilet để tiêu diệt chúng thôi.